Hôm qua nhiêu con tôm luộc đâu bây giờ hết trơn hả? Con tôm ngày xưa cũng là con người thả. Vẽ chưa? Coi chừng nào mới xin chị được. Đây hình ảnh hiện tại đang vô nước các bạn ơi. Đây là cái bộ ông không? Bộ ông không thấy mệt mà sao chứ thấy nhiều chai với mấy nữa. Hello chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn trở lại với anh 20 Vlog nha các bạn. Thì hiện tại chú An đi nuôi cô Oanh bệnh, với tình trạng sức khỏe hiện tại của chú An thì cũng không ổn định lắm nha các bạn. Với quà thì đi bên anh ba phải quay các bạn. Nên giờ anh em mình chỉ có nhiêu đây nha các bạn. Giờ mấy đứa muốn quay cái gì nè? Hay là mình giờ đi sinh tồn đi anh Khang. Mình đi chơi đi em. Đi chơi hoài chán lắm anh Khang ơi. Thôi mình đi săn bắt cái gì đi. Giờ đi chơi á thì mấy đứa phải đi ra thị xã nè. Mà giờ đi tới đó thì cũng chiều tối rồi, cha mẹ mấy đứa la chết. Sinh tồn cho nhanh đúng không? Đúng rồi, sinh tồn cho nhanh. Bà phải vừa thôi. Sinh tồn đúng không? Thôi giờ thôi. Ông nội thì bà phải chứ. Sinh tồn thì cũng hợp lý đó. Hiện tại anh em mình sinh tồn là ok nè. Giờ mấy đứa muốn sinh tồn săn bắt gì? Bắt ổ ong đi Khang. Gì ổ ong hả? Em nhớ bữa cái cảnh mà em với Hòa ngảo mà bắt ổ ong mà nó chích đầy mặt luôn rồi ơi. Đó là em gà thôi gánh. Cái ổ ong anh cỡ nào? Cũng nhỏ cả anh ơi. Thường thường em chơi ổ ong ba lớn này nè. Anh mà phát hiện ổ nhỏ quá không phải cứu em. Trời vậy sao? Đúng cái rồi. Anh chưa nói em là ổ ong có anh có nhiêu đây à? Hả? Thôi đi về đi anh Khang. Vậy đúng không? Nó đánh chết đó. Cũng đúng á. Thì thôi em đi về để tụi anh đi quay. Thôi nói chứ em cũng là một nam nhân mà. Em đâu? Đi theo anh. Chứ đúng tính rồi. Gà nam nhân gặt không nha. Đúng rồi, nam nhân đó. Mạnh okay. Mẽ nè. Em đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Giờ thì bữa đó anh cũng kiếm được một ổ ong. Nhờ anh bữa đi ra lon ton trên lộ rồi nè, đúng cũng gặp được ổ ong cũng hơi nhỏ như vậy thôi. Dạ. Nhỏ rồi, đúng không? Hơi nhỏ à. Giờ anh em mình sẽ chuẩn bị đậu cụ. Ok. Thì cái gì mà gọi là thổi ra khói bạn, hòa hơi cho mấy con ong nó bị ngất ngay tình yêu nha các bạn. Anh em mình sẽ lấy mật đó và cho các bạn xem luôn nha. Rồi anh em mình ok không? Ok, let's go. Let's go. Giờ mà anh em mình chốt lại là anh em mình sẽ đi làm một cây đuốc nha các bạn. Rồi anh em mình sẽ đi vô cây xăng và mua dầu nha các bạn. Vô cây xăng mà mình mua dầu. Thì người ta có bán dầu mà em. Thì nó là xăng dầu đi. Đi vô. Anh có tiền không? Có. Có tiền không? Có tiền không? Thì chưa. Trong lúc nghịch cảnh như vậy thì mới thể hiện được cái vai trò anh nhiều lớn không? Trong đây. Nhiều không? Nhiều. Vậy đó để em đi dư. Mua cho. Tao đưa tiền em mua cho. Nãy lỡ mua phanh kẹp bằng. Là còn 7.000 hả? Thôi vậy thôi. Quên. Em nhường lại cho anh á. Nãy còn 11.000 cục cua nè. Thôi nè. Thôi. Mua đại luôn. Ta bán sao mua. Bán không được thì mình hơ đuốc không luôn. Anh ơi. Anh đây 7.000 đồng. Dạ. 7.000 đồng. Dầu. Dạ dạ dầu. Chứ em đi hơ đúng không? Trời. Bán luôn vậy các bạn. Được dưới đây chứ luôn anh. 7.000. Dạ 7.000. Đẩy tới đây thôi. Rồi. Chưa được luôn các bạn. Rồi. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Hên quá. Như sự sắp đặt sẵn luôn. 7.000 nha các bạn. Đáng lẽ là 7.063 đồng. Thôi bình lời. Bình lời luôn nha các bạn. Đi nghe rồi. Nói chứ mấy bạn đừng học theo anh em mình nha. Vô cây xăng mà nói chung là chỗ này cũng là thân quen đó mới mua được nhá. Chứ chỗ khác là quýnh tặng sừng đầu luôn á. Đi đó. Giờ anh em mình xuống đây chặt cái cây làm cây đuốc nha các bạn. Chị Khánh đi đứng cũng ẩu tả vậy. Nó trụ em kìa. Đâu khuyên thôi. Đáng lẽ không trụ không trụ là mày té. Vô em đi dở quá. Thôi xuống đây chặt lẻ cái cây rồi đến đi bắt ổ ong nè. Cây này đường Khánh. Rồi. Rồi Khánh ơi. Nữa rồi đó. Hết té rồi té ông chết kìa. Ây da, ông chết rồi. Ông chết rồi. Đúng không? Ông chết rồi. Lẹ cái này lên nha. Xét thủ các bạn. Xém nữa là trở thành khang cục rồi nha các bạn. Cảnh nha, đàng hoàng cái anh. Chết rồi luôn á. Rồi, tới khúc này anh em mình lôi xuống. Dạ rồi, xím chặt vô chân luôn rồi. Ghiên son. Trời, anh son gì? Khang. Rồi, anh em mình ghiên lên. Trời dạ.
Giờ xem trở thành khen khen chín ngón rồi đó. Dạ trời lưỡi anh ấy. Có cái này có bự không anh? Bự lắm anh nghe. Nhẹ nhẹ dây điện cái ơi. Anh em dịch cái đứt dây điện luôn á. Rồi, anh em mình chặt tin cái đọt này thôi nha. Ờ sao nãy thấy cái gốc nó. Vậy. Sao bự chứ ạ? Nó dài thòn luôn chứ bự rồi nữa. Cầm nổi không? Gãy tay luôn chứ nổi gì nữa. Thôi kiếm cây khác đi. Lỡ chặt rồi lấy luôn đi, còn chế cho khen nữa. Đúng rồi đó, sao ông đòi hỏi quá Khánh ơi. Tôi hỏi hai bà cầm nổi không? Thì ông cầm chứ tôi sẽ cầm đâu. Thôi, hai bà cầm á. Anh em mình chuẩn bị đồ xong rồi nhé các bạn. Giờ anh em mình chỉ cần cột cái thang vô, quấn lại rồi chế dầu vô làm cái đuốc nha các bạn. Để anh khen. Vô quấn lại nha Khánh. Em quấn lại đi. Sao? Rồi, ok. Anh Khen ơi. Gì cưng? Anh nhắm mua đủ đồ cho anh Khen. Anh mua đủ đồ rồi. Em thấy thiếu thiếu rồi đó anh Khen. Thiếu gì mà thiếu, anh đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thiếu băng gạc với lại thuốc đỏ xíu cho anh đó. Thôi hai anh em mình đi về vừa rồi. Này thì té nè, ông chết rồi giờ băng gạc với thuốc đỏ luôn anh ơi. Cái này là ta nhắc nhở thôi chứ có chù đâu. Đi về không đi. Nói cần thôi nói chứ làm anh đi. Chỉ các bạn thôi nha, không là mấy bà này về luôn đó. Ủa mày hả? Chặt vô, chặt vô. Đang quá, đang mà nhọn nhọn không cái mà rớt cái cục mút một cái nó quýnh nha, xong luôn á. Mày nhắc nhở thôi, lỡ thiếu sao anh Khang xíu bị thì này là em lo cho anh. Chưa bắt nó là xíu bị rồi. Hết hàng. Xong rồi đấy. Em thấy kiểu này lo. Thấy bất ổn nha Khánh. Thấy tìm tới rồi đó. Hai miếng lá cây nha nha. Chị cột vô. Có nữa hả? Chị Hương ơi, hay là giờ mình đi hái lấy cây sống đi. Không chứ xíu lo đứng mình chết á. Quấn chặt chặt nghe anh Khang. Quấn anh quấn dưới đây nè. À đúng rồi. Đi vô, để đứng gớt. Để gỡ kẽm ra nè. Không quấn vậy em Khánh ơi. Chơi mà, chỉ chơi nè. Dạ, cũng tay luôn anh. Rồi. Được rồi, tắm dầu nè. Quấn này xong rồi tắm dầu. Quên nữa. Ừ, đây con nè, đây con nè. Quên, 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 quên tắm dầu. Rồi, xiết lại đi rồi tắm dầu. Quay, 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 quay. Quay tay. Tào lao. Đúng rồi, đúng rồi. Thì quay tay, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tưởng tào lao chứ. Quay tay bơm máu. Thắng bại tại quê tay. Ừ, rồi. Rồi, dầu đâu? Dầu đâu? Người anh em cho tôi lên 5-7 ngàn dầu. Rồi. Ôi. Cái gì? Rồi. Để vô. Vô để dầu. Vô thôi. Từ từ thôi, từ từ thôi, cho ngắm. Cho đều nha anh. Đây. Này thay vô mình có bị ông không quýnh không ta? Không. Cháy luôn á. Người phát sáng nhất chiều nay luôn á. Là nổi tiếng luôn đúng không? Đúng rồi. Nổi tiếng sau một buổi đó. Trời ơi, được rồi Khánh ơi. Chút thì mình còn chơi được hai nữa. Rồi. Cái đuốc ra lên xong rồi nhé các bạn. Giờ anh em mình bắt đầu chiếm vô không? Anh Khang mới bị đánh chổng mới chạy ra xong nghe mày. Các bạn ơi. Tao quýnh mình có vài mũi à, có 6 7 mũi vô đó ta vô. À, đây đây đây, đổi chiếc đây luôn. Hèn chi là tớ đẳng vậy mà còn thấy luôn kìa anh Khang đẳng kìa. Anh thấy có điềm rồi chưa gì hết rồi nói gì quýnh rồi té tùm lum bây giờ thì. Rồi giờ anh thử đi là đẳng ơi, còn dí không? Khỏi đi. Đi đi đi. Gì đâu mà. Hồi nãy nó nghe mùi á anh Khang. Em thấy này nó buộc buông là đẳng một đống luôn á. Vậy buông mình anh quýnh mình. Anh chạy tôi kêu quýnh anh hoài luôn, giờ không dám vô luôn nè các bạn. Giờ sao đợi chắc đợi cho nó bớt bớt nó mới vô hả anh? Dạ.
Chào các bạn nha, thì mình nghe một cái hung tin các bạn ơi, là mình đang ở trên Sài Gòn lo cho vợ mình, cái tự nhiên là Khánh Thị điện cho mình á là họ thương thì không có đi quay clip bà bắt ông ruồi gì đó, mà có Khánh Thị với ai ta, với Hảo Hán, anh Hảo với anh Khang, với anh Khang một anh Caramel nữa mà quá bắt ông ruồi á, ông đánh quá trời luôn, anh Hảo bị nhập viện với anh Khang, còn anh Caramel với mình á thì không có bị sao hết. Mình đi ra tới đâu rồi mấy đứa, cái này là bệnh viện đa khoa các bạn, đa khoa Sài Gòn mấy đứa này bác. Ê, đa khoa khu vực Đồng Tháp các bạn ơi, mình ở Sài Gòn rất nói lộn luôn, và mấy thanh niên này bắt sao ạ? Bắt kiểu gì mà để ông đánh mà nhập viện cái đó luôn. Trời ơi, mấy thanh niên này phi vụ này không thành công được các bạn ơi. Cái ổ ông ba lớn vậy nè chú An. Bự không? Bự, ba lớn vậy nè. Rồi cái lúc mà bắt có quay lại cho các bạn xem không? Có quay được cái khúc mà ông đánh quá trời, không có quay kịp, không có quay được. Rồi Hương với Ly có bị đánh không? Dạ con hên là con ngồi chạy trước, chị Hương bị chích có 1 mũi hả? Rồi con Hương? Dạ, 1 mũi chú An. Một mũi hả? Ok. Thì Hương với Ly thì hiện tại là hôm nào hôm nay cũng đi quay clip chung với Hòa Thượng với Khánh Khỉ nha các bạn. Thì mong rằng mọi người và các bạn ủng hộ cho Hương với Ly. Tại Hương với Ly mới đi á, đâm ra cũng chưa nói được nhiều các bạn ơi. Thôi bây giờ á thì chú cháu mình sẽ bắt đầu vô thăm Hào Hán với bạn Khang nha các bạn. Giờ tới khoa cấp cứu luôn rồi. Đi đường kia. Đi đường nào? Thôi vậy vô đây luôn. Đường này đi được không? Được. Đi nào? Thôi đi đúng rồi, đi kia đi. Đi này qua lên thôi quá. Ở chỗ nào mới đi tới là được rồi. Rồi đi mấy đứa ơi. Mấy thanh niên này không biết làm phi vụ gì các bạn ơi. Rồi đi này đi. Thôi ở đi vòng vòng, hồi nãy giờ cũng đi vòng ra đây nữa. Lầu 4. Lầu nào? Mấy 4. Hồi nãy Khánh Khỉ điện cho anh Khang rồi ha. Dạ. Ở lầu 4 các bạn ơi, ở trên cao, múc trên kia kìa các bạn. Đánh con cái lên lầu 4 luôn chứ. Nhiều hả? Đánh con mấy nhát lên lầu 4. Ủa sao hôm qua không có Hòa Thượng đi? Con bận chứ An. Trời ơi bận luôn mà mấy thanh kia kìa liều chứ hả? Hên phi vụ không có Hòa Thượng, có Hòa Thượng là cũng hơi bị nhiều phát nhát rồi. Thằng Hảo là phải cân đâu cả trăm con. Rồi Hương, hôm qua là con có bị con nào dí không? Bị nguyên đàn luôn rồi, chích có mũi rồi chú em. Còn Ly? Con ngồi xuống con tưởng đó, mấy người kia giỡn không à. Con ngồi xuống, thằng này nó đẩy con đi rồi chứ không có cũng no rồi đó. Còn Khánh sao? Con không đi chích mũi nào, thấy anh Hảo ghê quá. Còn Hòa Thượng hay không đi phải không? Rồi đi, vô thăm Khang với lại Hảo Hán các bạn ơi. Không đúng thông tin luôn, mình nghe thông tin thì mình chạy về liền các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ, mấy chú cháu mình sẽ bắt đầu lên thăm các em nha. Đây, bệnh viện Đồng Tháp, quận Đồng Tháp các bạn. Đa khoa, quận Đồng Tháp. Rồi đi mấy đứa ơi. Wow, rộng quá, khá là rộng nha các bạn. Vô thang máy đi mấy đứa. Thang máy đi, vô thang máy nha. Vô đây nè bà. Thang máy này nè. Bấm đi con, đánh xuống nè. Lầu 4 rồi. Lầu 3. Lầu 2. Thôi đi thang máy nào. Đi thang máy đi. Ủa đây là cậu Bảy của ban Hảo các bạn ơi. Tự nhiên sao không hẹn mà gặp luôn. Cậu Bảy đi lên thăm Hảo Hán đó các bạn. Tới chưa Khánh Kỳ? Tới xuống ấy luôn rồi. Xuống tầng trệt. Ủa mình tầng trệt đúng rồi. Rồi hôm nào hôm nay Hương với Ly đi quay thấy vui không Hương? Vui hả? Còn Ly? Con cũng vui nhưng mà gặp anh Hảo vậy hết vui. Hết vui hả? Dạ. Rồi ok, bây giờ cho cháu mình. Ủa sao nó lên nó rồi? Này là nãy giờ bấm vô. Ở dưới là tầng trệt. Người ta lên. Rồi vô mấy đứa. Vô đi. Vô đi bấm nè. Là 4 cái này. Là 4 cái này. Nhiều lắm quá. Rồi vô là 4 đó các bạn ơi. Lâu lắm mà cho cháu mình mới ra bệnh viện hả Hòa Thượng? Từ từ chứ anh ơi. Hôm nay chưa sợ. Sao đi thang máy thấy sao Hương? Nhưng dạ, đầu chứ lần đầu đi làm gì vậy? Số mấy này quả? 3. Số 3 này các bạn ơi. Rồi chú này đã qua. Rồi chú cháu mình lại tiếp tục là 4 nha. Bấm nút gì nó không vô luôn kìa. Ba ơi. Đâu có mở ra chi nè, tao nhấn bên đây nó mới đóng vô nè mấy thằng. Lộ không đi. Lầu 4 giống lên này mà ta. Này là mở cửa ra nè. Lên trụ lên đó rồi, Rồi số 1 này nè. Đó, số 1 này rồi. Mở cửa, dừng ơi, mở cửa. Rồi, đâu, tới đâu. Học số mấy? Hình như là hồi nãy chú nghe nói là 410 gì đó. 410 không, cái đâu là phòng khám. Ủa, cái này phòng khám đúng rồi. Thôi Khánh Kỳ không đi bệnh viện mà xuống rành chứ ta. Ở đây mát không ạ? Mát okay. Chứ. Đúng rồi. Lên tới lầu 4 rồi chứ. Có hai bạn mà tên đúng đẹp luôn nha các bạn. Hương Ly, chứ không phải là Lý Hương. Đi hai đứa ơi. Hòa Thượng là rất là chở yến xào các bạn ơi. Là Khánh Kỷ là yến xào luôn, là nước yến luôn.
410 hả chú An? 410. Qua đường nào? Để đường này hả? Có phải không? Phải. Đi đi đây nè, đi đây nè mới thấy không. Hôm nào hôm nay mình đi khá là lâu rồi các bạn ơi. Mình cũng lo cho vợ mình, mà hiện tại thì vợ mình cũng đang vô mũi đó là mũi thứ 3 rồi đó các bạn. Nói chung là hóa trị lần thứ 3. Sao ạ? Sao chú nói lớn hả? Trong đây nó vang quá các bạn ơi. Đây có Hảo Ánh rồi các bạn ơi. Đây mẹ của Hảo Ánh, chào chị. Đây Hảo, đây khỏe cho con. Khỏe chú An ơi. Đây Hảo Ánh rồi các bạn. Hôm qua như con tôm luộc đâu bây giờ hết trơn hả? Khỏe chưa? Coi chừng nào mới chị được. Đây Hảo Ánh hiện tại đang vô nước các bạn ơi. Đây đây là cái mặt. Ủa ông không? Ủa ông không thấy mệt mà sao chú thấy nhiều chai với mấy đứa? Có mệt không? Có mệt không? Dạ không chú An ơi. Không. Rồi bồi bổ cho Hảo Ánh. Cái này là bồi bổ chứng khoán nè. Còn Khang làm đâu? Khang bên phòng số 10 chứ. Chờ chút đi cho Hảo Ánh, không Hảo Ánh chút đi. Đây có mấy người ta nói chuyện đông quá các bạn. Có mấy anh em thăm Hảo Ánh nè. Thôi ngồi đó chơi đi mấy đứa. Ngồi đây chơi với Hảo Ánh chút xíu. Có gì kể cho mày. Kể cho các bạn nghe nó cảm giác như thế nào. Sần đầu luôn. Đánh Hảo Ánh xuống cái mắt luôn các bạn ơi. Như đây à, như đây có mũi à, chứ không như là đâu. Đây, Hảo Ánh đang nhồi nước các bạn. Giống 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 kiến cánh không Hảo? Nó hơn kiến cánh chứ. Hôm qua thấy chú An nhà cái khẩu An là chưa đúng ẩm. Đúng rồi, nó đánh vô trong lưng á, có trong người còn đúng không Hảo? Hết. Trong người đó. Không sao, sao. Này đó rồi. Cái lưng thấy không? Cái tay này vẫn sưng rồi các bạn. Trời ơi, mấy thanh niên này chơi đúng độc luôn á. Chú An mới từ... Ủa ông nó to không? Ủa ông nó to không? Gì nè chú An. Rồi, rồi cánh kỳ xong bắt mà để Hảo Ánh bắt. Hảo Ánh sung. Gì? Hảo Ánh sung vô hỏi. Hỏi sao nguyên nguyên nửa ổ. Ủa xuống vậy nè. Rồi Ly thấy ông nó bảo mà Hảo không? Thôi bám từ đầu tới chân hết thấy mặt luôn. Phải không? Dạ. Nó bảo Hảo nhiều quá ha. Che mặt rồi, lúc đó là che mặt, rút mặt xuống che chạy rồi. Để thằng. Thôi, Hảo Ánh cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Để tranh thủ về sớm rồi về với tem để quay phim cho các bạn xem. Gì cho để lấy. Đúng rồi, lấy cho Hảo Ánh Hữu Yến đi. Đây là các bạn. Cái gì Nguyễn Văn Hảo nè. Rồi ba chai luôn. Hôm qua nó vô như chai Thảo. Qua mới có chai. Dạ đúng rồi. Ở nằm đây cũng khá là thoáng mát nha. Ở dưới là lầu 4 rồi các bạn, cũng khá là xa. Để cho con Thảo chào đi. Ấy đi rồi rảnh rảnh là chú với tem ra nghe không? Dạ. Nằm nghỉ đi, chắc cũng chưa được về đâu, bữa 2 được về đúng không? Dạ. Rồi, lấy cho Hảo nữa nè. Rồi, Hảo cố gắng nha. Chú ăn con thăm anh Khang cái. Rồi bữa 2 gì rồi chú rảnh thì chú ra. Còn nếu mà Hảo khỏe sớm thì sẽ được về sớm hơn các bạn ơi. Thôi cố gắng nha Hảo. Cố gắng đi rồi về cho cháu mình sẽ quay clip cho các bạn xem. Nên hôm nay trong người thấy khỏe hơn chưa? Khỏe rồi chú An. Thầy bác sĩ vô đường này giải độc. Thôi cố gắng đi thôi. Cố gắng đi để chú qua thăm anh Khang chút. Vậy nha. Nói chung Hảo Ánh cũng xui rủi thôi các bạn ơi. Nhưng mà thôi về thì chú cũng mừng rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Của anh Khang 410. 410 đâu? Là còn này không? Phải sao nó mềm lại ra con sốt rồi vậy? Dạ. Em có mua lốc nước yến cho anh nè. Cái này là Triệu Thế Khang hay gì các bạn ơi? À Minh Khang, Minh Khang. Em có đúng rồi, đúng Khang rồi, đúng Khang rồi. Em sao rồi con? Dạ, con ổn chứ em. Ồ nó khỏe hơn nhiều chứ? Dạ, đỡ hơn chứ em. Anh Khang ơi, em xa anh mấy tiếng nhớ anh bảo em có mua lốc nước yến cho mẹ anh nè. Cảm ơn anh nha anh. Okay. Rồi, chú nghe thông tin là chú với bạn bè để thăm tụi con. Okay. Ủa sao mà liễu nhờ? Ủa ông to sao mắt hay mấy đứa? Dạ con tưởng ổng không bình thường chứ nhờ đâu. Thông thường chú cháu mình mắt thường xuyên đúng không? Dạ.
nay nó dữ quá, nó quýnh rồi còn quá. Nó dữ gì? Ông nó quánh khai khoảng bao nhiêu mũi? Mười mấy mũi thôi. Mỗi bữa là mình bắt ông gùi. Con này là ông mật mà. Mật á? Ông mật. Anh Trang, anh Trang có thể kể từ vấn đề hôm qua cho mẹ nghe được không? Bữa qua là Hảo đuổi cậu ông, thổi khói cho nó say, định lấy mật. Cái Hảo đuổi sao tự nhiên ông nó sạc xuống vô mình Hảo, cái Hảo chạy, cái con lại con cởi áo con cứu Hảo. À, cái nó nẹt cơ luôn. Nó quất cơ luôn. Cái con chạy xong, con chạy xuống xong con xuống cái đám tràm đó chú An. Cái con nhảy xong con lấy đất con trai chè cho mình, con chào đầu luôn. Cái gì vậy? Mình vẫn đánh luôn, cho đỡ chú An. Đỡ hơn cho đỡ nghe mùi á. Đỡ nghe mùi. Cái kia em Hòa Thượng, tính là không có Hòa Thượng qua hay Hòa Thượng không đi luôn. Hòa Thượng qua bệnh viện rồi đâu có đi. Hôm qua con quay mà sao con không có bị? Khánh Khánh thì chạy nhanh đi. Dạ thì cứng. Dưới sao không Khánh? Dưới sao? Xa tới cây xăng này kia luôn. Sao? Kìa, Hương tính hỏi anh Khang là đánh cái đâu không kìa. Kìa, Hương nè. Em đỡ chưa anh Khang? Đỡ rồi. Anh Khang nghe câu đó mấy lòng mấy dạ luôn. Rồi Ly sao? Có muốn hỏi anh Khang gì không? Hồi nãy giờ đi dọc đường hỏi nhiều lắm, mà ra đây không thấy hỏi gì trên trời. Nhìn Khang ghén quá. Ghén hả? Chén gì? Ủa anh Khang, bệnh còn uống xì tin nữa. Đúng rồi, bệnh còn uống xì tin nữa. Cô anh em vô cho anh á. Dữ vậy sao? Anh chưa uống luôn á. Thôi đã rồi. Thôi nói chuyện với các bạn mà anh rất mệt. Là anh bị lạnh hả? Không, mát mà. Hay là anh bị đánh. Hay là anh bị đánh nghe mộng rồi. Anh muốn chụp. Rồi chú vừa ghé hào ánh trước phòng con mà. Dạ. Rồi, từ đó đi đi ngang hào ánh trước. Sao ông xin bệnh viện á, hai anh em đi nằm chung à? Lúc tối, mới vô á là hai anh em vô có ba anh em mình à. Sao giờ á em đi về rồi anh em dám chia ghẻ em. Khánh mới vợ á, qua anh ta xin bác sĩ nằm lại luôn đi. Thôi. Có anh có em. Thôi. Chú An ơi, hôm qua ở tới 11, 12 giờ luôn. Vâng. Nhưng mà không có được vô đúng không? Vô mà tại vì đông quá không có chơi vô được ít người chứ. Vô được ít người à. Chú cháu mình bắt ba chục ổ đâu có sao đâu à. Mình mới qua bắt trên dưới hai ba chục ổ giống có lắm. Để thương anh Khang nhiều lắm. Anh Khang nhiều. Sao Hảo với anh Hảo nặng hay anh tại sao? Tại vì đuổi đâu nó sẹt vô. Sẹt nguyên người nửa ổ xuống luôn rồi. Ghê rồi. Rồi cái khúc mà Hảo Hán bị chắc anh em buông cam luôn chứ sao mà ai dám quay nữa. Buông cam hết trơn luôn rồi. Quýnh dữ quá. Ôi là trời. Nó quýnh người đi đường mà luôn. Mà so ra cũng còn may mắn rồi các bạn, hai em vô đây kịp thời rồi. Chú yên tâm rồi, nói chung ra là cố gắng đi rồi giữ gìn sức khỏe rồi về với tem nha. Dạ chú. Cố gắng nha Khang. Khang cố gắng vô thì năm sáu chai thì quyển. Mập thêm mấy ký nữa. Của anh và của anh Hảo. Em vô đây ba anh em mình nằm chạy mất tiêu, mất dép luôn. Chạy gì? Nó dí em quá trời luôn chứ chạy. Anh lại chi tối qua ngày canh điện quá trời điện luôn. Còn em bỏ không bắt máy được. Biết sao ông dí quá nó không thời gian bắt máy. Vẫn điện thoại nhà nên đâu có biết đâu rồi, đâu có nghe gì đâu. Canh điện quá trời. Qua nào chỉ có ba anh em đi thôi. Xong rồi khúc sau điện người đó. Ủa vậy là gì? Vậy là khúc sau Hảo Hán xuống là chưa kịp quay luôn đó hả? Dạ chưa. À vậy là Hảo Hán là ngoài cam luôn đó các bạn, nó đánh nhiều nhất. Hẹn chi sáng kiểm tra đánh Hảo mà kiểu mà lên mình luôn cái con lấy cởi áo ra phủi giùm mà. Vậy là hồi đó đến giờ Hòa Thượng nó gánh tem nhiều nhưng mà sao hôm nay Hảo Hán gánh tem gánh kiểu kỳ vậy trời. Gánh kiểu hên con đi theo Hảo Hán bây giờ chắc đi theo giờ con cũng nằm bệnh viện chắc vô 10 chai nước biển luôn. Thôi bây giờ chú cháu mình cũng ra thăm Khang và chúc Khang bảo vệ cho con. Dạ để để trở về cùng với anh em để quay nhiều video hay cho bạn xem mấy đứa nha. Chúc sức khỏe anh Khang đi, chú cháu mình về với ơi. Mau nhà anh Khang. Là mạnh khỏe anh Khang. Em thôi các bạn ơi, thì tới đây chắc chú cháu mình cũng kết thúc video nha các bạn. Hôm nay thì mình cũng về thăm Hảo Hán với Khang rồi. Sau chuyến thăm này thì mình cũng sẽ trở về với Sài Gòn các bạn ơi, để lo cho vợ mình. Thì thôi, chú cháu mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye, chào các bạn.